Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm khá là hay để tặng người yêu, là chữ lớp mạ vàng 24k quà tặng Valentine ấy. Như video trước mình có giới thiệu mua cái sản phẩm này rồi và hôm nay mình đã nhận được hàng và review cho bạn xem vàng 24k mà giá 19.000 nhưng chất lượng nó như thế nào. Ok, giờ mình sẽ mở hộp ra bạn xem. Các bạn muốn mua sản phẩm này để tặng người yêu thì mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video này và trong comment của video này. Giá rẻ 19.000 vàng 24k. Ta sẽ có cái gì mà thế rồi, có cái sản phẩm này thôi. Mình sẽ bóc ra cho các bạn chiếm ngưỡng vàng 24k. Nhìn trên hình thì trông khá là to và mình thấy khá là nhỏ khi nhận được sản phẩm này. Đấy, trông đơn giản luôn. Wow. Đây rồi, sản phẩm này gọi chữ lớp. Đấy, chữ lớp hoa mạ vàng 24k dùng để trang trí bàn làm việc phòng ngủ. Đây, ở dưới là một cái đế bằng nhựa. Ta sẽ gắn vào. Đó, đây, trông cũng được đấy chứ. Đẹp nha. Đó, toàn cảnh. Dùng để trang trí bàn làm việc hay phòng ngủ và sẽ mang đến cho bạn một không gian lãng mạn thích hợp để tặng bạn gái hay là người yêu thương. Cấu tạo của nó là kim loại giả nhựa được mạ vàng nguyên chất 24k. Sản phẩm này còn bán kèm hoa hồng mạ vàng nữa cơ, mình sẽ mua và review về đấy sau. Tóm lại là bạn là muốn cưa gái cưa trai thì tặng sản phẩm này, còn sau đó chia tay thì đừng bảo là mình khuyên mua nhá, mà cưa trai thì tặng dầu ăn hợp lý hơn, yêu luôn. Đấy. Trông khá là đẹp không? Trông như vàng mã. Ừ nhỉ? Đùa đấy. Toàn cảnh sản phẩm. Vàng thật đấy. 24k đấy. Làm giàu không khó. Bạn nào muốn giàu thì cứ mua cái này cho mình. Ok. Đấy. Thì trang trí cũng đẹp đấy chứ. Các bạn biết hai cái lỗ ở điểm gì không? Đó. Chính là cắm cái hoa hồng mạ vàng ấy. Các bạn cứ search trên Lazada hoa hồng mạ vàng thì sẽ ra. Đấy. Đây chính là cái đế để cắm hoa hồng nữa. Nói chung là đây là mình mua cái đế trước và mình mua hồng sau. Ok. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu sơ qua cái sản phẩm chữ lớp mạ vàng 24k vâng mua 19.000 để tặng người yêu nhân dịp sinh nhật Valentine. Các bạn cảm thấy video like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình, cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ok, giờ mình gói ghém, đóng gói, bọc các kiểu và đi tặng ngay các bạn trai.